Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đường mai của em Nhi ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống, mai ghép giống nhị Ngọc Toàn nè, siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi ha, Thọ Hương, Cẩm Thạch cho cô chú anh chị mình sưu tầm giống ha, hoặc là mình cho Tết năm 2025 cũng được cô chú anh chị ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem, thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho dùng với em Nhi nha. Và không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn em Nhi đến Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn ạ. Rồi anh chào Nhi ha. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đã xem kênh ạ. Hôm nay tới đây kênh em xin lưu cô chú lô mai giống nha. Cảm ơn cô chú anh chị xem được kênh ủng hộ em ạ. Cái clip hôm nay mã số 16T là một cây nhị ngọc toàn nha. Rồi 16T nhị ngọc toàn ha. Đấy cũng khá là đẹp ha. Rồi thông số luôn em ha. Quỳnh được 16. Khá cũ luôn. Cam 54. Cái ngang được 75. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 600 nghìn nha. Rồi 600 là mình bao ship luôn em ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 17T cũng là cây nhị ngọc toàn nha. Rồi cái này thì dường có làm bị gớt cái đẩy cái đọt đó cô chú anh chị, ghép dính nè cô chú anh chị ha. Đây là lá rồi nè cô chú anh chị ha. 26. Dính rồi ha. Cao 40. Cái ngang được 73, cái này toàn tròn nha cô chú anh chị, toàn hình luôn á, chơi mình chơi bông sai lùng mực là bao đẹp luôn. Để cô chú anh chị gần xa mình giá này là 550.000 thôi nha. Rồi, 550.000 bao ship luôn ha. Có cũ đế rồi luôn cô chú anh chị ha. Đó, cái này nói chung là ghép dính rồi, ok rồi cô chú anh chị ha, không sao ha. Về mình chơi thoải mái ha. Rồi, đổi cây luôn em ha. Rồi mã số 18T. Một cây Thọ Hương, Cẩm Thạch nha. Rồi. Cái này ghép được 3 bo ha. Quỳnh được 18. Rồi. Cao 43. Cái ngang 55. Rồi. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá này là 450.000 nha. Rồi, đổi cây luôn em nha. Rồi tiếp theo cây mã số 19T, một cây giảo siêu bông Sài Gòn nha. Giống của chú Sáu Bình Dương phải không em? Dạ. Rồi cái này hàng bao chuẩn giống ha. Bảo hành giống cho cô chú anh chị mình hết luôn á. Quỳnh được 17. Rồi. Thì đang đi đọt cô chú anh chị ha, đang đi coi đọt tiếp theo ha. Cái ngang được 50. Rồi. Rồi cái này để cô chú anh chị sao mình giá 450 nha. Rồi, mình đổi cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số 20T là một cây nhị ngọc toàn nha. À, cái này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Đó, sửa ra tàn rồi cô chú anh chị. Quỳnh được 16. Rồi. Cao 49. Em được 450. Cái này để cô chú anh chị xem mình giá 400.000 nha. Rồi hiện tại thì cái cây này nó có bị nhìn, nếu mà mình nhìn mình thấy nó bị lép lép ở đây đúng không cô chú anh chị? Không, không sao nha. Nhánh này đây cô chú anh chị. Vô dây hạ xuống một cái là nó đều luôn nha cô chú anh chị. Ấm cái tàn liền ha. Là cô chú anh chị cứ an tâm, ví dụ mà cô chú anh chị mình chốt cái này thì nhà vườn sẽ vô dây thêm nhánh đó hạ xuống cho cô chú anh chị mình cho có cái form luôn ha. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 21T. Một cây Thọ Hương, Cẩm Thạch nha. Rồi thông số cái này luôn em. Quỳnh 18. Cao 42. Cái ngang được 40. Cái này em để cô chú anh chị hằng xăm mình giá 350.000 nha. Rồi đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 22T, một cây siêu bông Bình Lợi nha. Cái này quái gì cà na luôn cô chú anh chị, nguyên cái dàn đế khủng khiếp. Rồi Quỳnh 22. Cao 60. Cái ngang 70. Cái này để cô chú anh chị gần xa mình giá 450.000. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 23T, một cây siêu bông Sài Gòn nha. Rồi Quỳnh 22. Giống của chú Sáu Bình Dương ha. Bao chuẩn giống, bao hình giống, toàn bộ mấy giống ngàn, mấy giống hết cô chú anh chị có an tâm sưu tầm ha. Dạ cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 450.000 nha. Rồi đổi cây ha. Rồi mã số 24T. Một cây siêu bông Sài Gòn nha. Rồi cái này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Bo đang đi cơ đọt nè. Quỳnh 18. Rồi. Cao 52. Cái ngang 60. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 450. Rồi đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 25T, một cây nhị ngọc toàn nha. Rồi cái này cuối lép luôn đúng không em? Dạ. Quỳnh 16. Rồi cái này ghép được 5 bo ha. Cao 36. Cái ngang được 45. Tốt không? Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá là 350 và cũng là cây clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được kênh ủng hộ em nha. Em xin chào và gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi ha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong những clip trước. Rất mong clip này cô chú anh chị mình xem được cái nào mình ủng hộ cho dùng của em Nhi nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình nè. Rồi mến chào.